thưa tần bố, tần mê, tần em ủn mang mò là họ xin ảnh kế huyền tời khổng họ tí cho tần mò là tiểu ảnh hải đẩy. Lớp này họ khổng với ông họ có đâm con tửa máy họ ca nò ý mang lo với đuối họ hay thì tỉnh thầy bỏ với tỉnh tên tỉnh chùa tí cầu cho nhà họ ứ mái máy có một ngày ông họ tang thì xây bị cảm đột ngột tạc qua tời vào năm 2010 tàu xót khởi họ bất tì mò là ông còn họ bất bổ việc họ tì bỏ với tỉnh tên tỉnh chùa nước ni chí dọn lai cái chít với việc buồn cho nhà họ thôi ông họ bất ảnh 2 năm thì còn tớ úi họ lại bất theo khởi đi quán lên họ hãy sớt thầy tỉnh tỉnh bất tử tiền lắm mấy chuộc lần lai ở đi nò khẩu kháng khẩu còn tửa là bà họ lai chít theo nhiều dòng đi ca đi họ mang hảo chết huế thì theo ông với con nó ra mấy chẳng chít ảnh hồi họ tiếng thầy bỏ cuối cùng nó tòi họ đầm mượt liêu một lần tiếng bơi na còn báo họ hằng họ chẳng tiếng chọn thì mưa ngày khâu còn tựa là bốn của họ y lai chít nưa họ nhàm hết đắc mặt vì con nhà họ chẳng còn cái chi họ mới điện thoại cho con tựa là hà là họ báo nàng con ơi bây giờ hà huyền thôi mưa là ngày khâu ủn bay y khe chít ra còn họ mới pô lại hằng mang ơi mang khe tìm con một lần tí ở bên kinh mang còn có ông cười khe chú vẫn mang hoài tha chẳng có thầy cúng nò chú bạn mang nò máy mang phải tin hằng ông cười có là hong thì ông cười mới giúp bạn mang ca đi họ đuối lắm hồi họ liền yếng thiếng còn họ báo ba ngày khâu có mấy món là ôi còn họ tiếng nhà họ dung ông cười là đinh cười tất bơi y là đinh món mày nưa mon mình ăn ông lời ưa thương với mon mình có mối quan hệ thối lệnh với ông lời mấy mon mình háo đi theo y lúa của mình là tái lên của ông lời dòng hà là việc ác dù mon mình háo lướt lai mối quan hệ với ông lời như lướt ni mấy mình chẳng thế là án bách hay nò ông lời y ưa thương mon mình cho đến ngài khai con tướng mối của ngài là Giêsu thuống là mon thiên Giêsu có nghĩa là ngài cứu thiên hạ Chúa Giêsu chẳng có thôi chi mấy ngài vui lòng chiết tuyển thôi cho mon mình tí mon mình án tớ lai mối quan hệ thốt lệnh bơi ông lời khao 3 ngày Chúa Giêsu khổng lai bơi nhấp nỉ ngài tăng khủng. Nếu ông ngay tin Chúa Giêsu, thì án ông lời tha thôi. Bơi án tớ lại mối quan hệ thối lệnh với ông lời. Tần mò tin Chúa Giêsu, thì yến bơi là theo thiên ngài. Việc khâu khe an khủng mai với ông lời ở tất mường lời. Khâu khơi yến ôi con nọ bô. Họ quyết định tin Chúa Giêsu. Họ tin hằng ông lời ta tha hết thôi cho họ. Với chính ông lời ta cứu con họ khỏi chết.
Họ chẳng tìm bỏ lọ. Bơi tỉnh tàn thầy cũng nưa. Bất cứ việc gì, họ tiểu xin ông lời giúp cho họ thời. Căn nì, họ ảnh lỡ lại mối quan hệ thối lèn với ông lời hồi. Đình họ chẳng còn đưới nhờ bớ ngày nọ nữa. Khay nọ ông lời ý ớ với họ ngài pan cho nhà họ ớ mái. Mười ngày, họ yến bơi là theo thiếng ông lời. Họ tin hằng, khâu nì, họ ăn khổng mai bơi ông lời, ước liền tất mừng lời. Chùa